Ngày 14 tháng 10 thầy Minh Tuệ đi khất thực, trả lời bà con về ngày thầy rời đi, dân Nha Trang đã biết hết. Nhiều tin vui tích cực được lan tỏa. Xin chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất về buổi khất thực sáng nay của thầy Minh Tuệ. Những khoảnh khắc bình dị nhưng ý nghĩa trong hành trình quen thuộc của thầy tiếp tục mang lại nhiều xúc động cho bà con. Về diễn biến của buổi khất thực sáng nay ngày 14 tháng 10. Sáng nay, thầy Minh Tuệ vẫn đi khất thực như mọi khi. Thầy từ trên núi xuống và tình cờ gặp một đôi vợ chồng khoảng ngoài 30 tuổi. Được biết, đôi vợ chồng này đã lên núi từ rất sớm để thăm rẫy, mang theo hai giỏ đồ. Trong giỏ của người vợ có những thức ăn và nước uống đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Khi thấy thầy Minh Tuệ, cả hai vợ chồng đều vui mừng kêu lên: "Thầy ơi, thầy ơi!" Thầy Minh Tuệ dừng lại hỏi nhẹ nhàng: "Hai vợ chồng đi đâu sớm vậy?" Họ trả lời là đi thăm bẫy trên núi, nhưng thầy không khuyên nhủ gì thêm, chỉ đáp lại bằng một câu: "A Di Đà Phật." Nhìn thấy thầy, đôi vợ chồng liền lấy từ giỏ ra hai củ khoai lang lớn và đưa cho thầy. Thầy khẽ bảo: "Thôi, mọi người cho con rồi, lấy gì mọi người ăn." Nhưng đôi vợ chồng đã chuẩn bị sẵn từ sáng sớm, vì mỗi lần lên núi, họ thường nấu khoai lang rất nhiều. Người vợ mỉm cười mở giỏ, đưa cho thầy hai củ khoai to. Thầy Minh Tuệ nhận lấy, chúc phúc cho đôi vợ chồng, rồi tiếp tục hành trình xuống núi trong niềm vui nhẹ nhàng, giản dị của buổi sáng. Hôm nay thầy lại tiếp tục đi theo hướng trạm điện, nơi có người bà và cháu trai đã đợi thầy từ sớm. Khi thầy Minh Tuệ đi xuống dốc, hai bà cháu vô cùng mừng rỡ, vội vàng gọi: "Thầy ơi, thầy ơi!" Sáng nay, họ đã chuẩn bị kỹ càng những món đồ ăn để cúng dường thầy. Người cháu trai mang theo một cái bọc lớn, trong đó có hai hộp cơm chay mua từ chợ và món mì xào chay. Sau khi cúng dường xong, bà cụ bảo cháu trai ra sau nhà, chặt hai trái dừa và đặt vào một cái bọc lớn để cúng dường thêm cho thầy Minh Tuệ. Thầy rất vui mừng, cảm kích trước tấm lòng của hai bà cháu và chuẩn bị quay về núi. Nhưng bất ngờ, từ xa cách đó vài trăm mét, có một nhóm bà con gọi to: "Thầy ơi, thầy ơi!" Thầy dừng lại, tiến tới chỗ họ. Trong nhóm bà con ấy, có một ông cụ lớn tuổi sống gần đầu hẻm, vợ ông là người bán xôi. Sáng nay, bà cụ bận công việc nên nhờ ông cụ cúng dường thay mình. Ông cụ cúng cho thầy Minh Tuệ một hộp xôi mặn và một hộp xôi tím, kèm theo bánh phồng được gói bằng lá chuối. Khi ông cụ trao phần cúng dường cho thầy Minh Tuệ, ông rất thành kính, vừa cúi xá thầy vừa chạm tay vào chiếc y phấn tảo giản dị của thầy. Sau ông cụ, lần lượt những cô bác khác trong khu vực cũng đến để cúng dường. Sáng hôm đó, không ít người trong số họ xúc động, có người còn rơi nước mắt khi chứng kiến khoảnh khắc ấy. Nhiều người mang theo khoai mì, khoai sọ và cả khoai từ. Đặc biệt là một số cô bác, do không biết mua gì, đã dừng lại bên những gánh hàng ngoài đường, mua những món chay mà thầy thường ăn được để cúng dường. Nước suối cũng được mang theo, cùng với các món truyền thống như bánh tằm, bánh hỏi chay và thậm chí có cả bánh xèo. Một số người còn cúng dường một bọc trái cây rất lớn, bên trong là chôm chôm, măng cụt và hai trái thanh long to tròn. Đặc biệt, anh đem người luôn đi theo hỗ trợ thầy ngày nào cũng chuẩn bị sẵn một bọc lớn để chứa đồ cúng dường. Anh ấy cẩn thận gom hết những món đồ ăn thức uống mà bà con cúng cho thầy và bỏ vào bọc riêng của mình. Thường thì thầy Minh Tuệ chỉ ăn những món đã được thầy quá duyên trong nồi cơm điện, còn những món mà cô bác gửi ngoài thì thầy ít nhận, ngoại trừ của ông bà cụ lớn tuổi. Sáng nay cũng vậy, có một số cô bác mang theo cả bọc bánh gạo, một món bánh quen thuộc ai cũng biết. Thế nhưng, trong số những món cúng dường, có người đã mua một hộp bánh từ siêu thị, loại bánh có nhân kem bắt mắt. Khi được dâng lên, thầy Minh Tuệ nhẹ nhàng từ chối. Lý do là vì loại bánh này có chứa thành phần hột gà, một nguyên liệu không phù hợp với hạnh tu của thầy. Thầy Minh Tuệ rất cẩn trọng, không phải vì thầy không cảm kích tấm lòng của người dân, mà bởi vì hạnh ăn uống của thầy là một phần quan trọng trong con đường giải thoát, đòi hỏi sự chay tịnh và thuần khiết. Dù vậy, thầy vẫn nở nụ cười hiền hòa, nhẹ nhàng cảm ơn và giải thích để Phật tử hiểu rõ lý do, đồng thời khéo léo đưa lại hộp bánh cho anh đen, để người dân không cảm thấy bị từ chối thẳng thừng.
Sau khi nhận các món cúng dường, thầy Minh Tuệ luôn nhắc nhở bà con cô bác giữ gìn giới luật, sống hướng thiện và tu tập tại gia. Lời thầy giản dị nhưng sâu sắc, nhắc nhở mọi người về việc không làm điều ác, giữ tâm lành và phát triển lòng từ bi. Những câu A-di-đà Phật vang lên từ thầy và bà con, tạo nên một không gian bình yên và gần gũi. Sáng nay, gương mặt thầy Minh Tuệ rạng rỡ hơn bao giờ hết. Sự vui vẻ, tươi tắn hiện rõ trên nét mặt, khiến mọi người cảm thấy nhẹ nhõm và mừng rỡ. Một số bà con thậm chí còn thì thầm với nhau rằng thầy hôm nay trông trẻ trung và khỏe khoắn hơn, với làn da sáng, đầy đặn và đôi mắt đã không còn quầng thâm như trước. Những người dân nơi đây từ lâu đã quen với hình ảnh thầy khất thực, giờ đây thấy thầy trở lại với sức khỏe tốt hơn, ai nấy đều an lòng. Khi thầy chuẩn bị rời đi, ánh mắt của nhiều người dõi theo từng bước chân thầy khuất dần sau lối đường núi. Như mọi khi, họ ở lại trao đổi với nhau về những món đã dâng cúng, chia sẻ niềm vui khi có cơ hội gặp thầy và gửi gắm tấm lòng qua từng món quà nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Đó là những diễn biến nổi bật và nhiều tin vui của ngày hôm nay. Một tín hiệu tích cực nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị có thể coi như một tin vui đặc biệt đến từ chính Út Thình. Vào ngày hôm qua, Út Thình cùng với một vài người đã tổ chức dọn dẹp khu vực phía bờ suối, một nơi có phong thủy rất đẹp, thanh tịnh và hài hòa với thiên nhiên. Đáng chú ý là kể từ khi Út Thình bắt đầu làm kênh YouTube đến nay, chưa một lần nào anh đặt hình ảnh của thầy Minh Tuệ lên đó. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta đã thấy một điều đặc biệt xuất hiện. Hình đại diện của video mới nhất đã có hình ảnh thầy Minh Tuệ chắp tay với kích thước rất lớn và nổi bật. Hình ảnh này như một lời nhắn gửi sâu xa, một dấu hiệu tinh tế rằng nơi bờ suối này chính là điểm dừng chân tu tập của thầy Minh Tuệ, mang lại niềm hy vọng và sự chờ đợi lớn lao cho tất cả những Phật tử đang mong ngóng thầy trở về. Dòng suối chảy róc rách, tiếng nước da vào những tảng đá tạo nên âm thanh tự nhiên êm dịu, mang đến cảm giác yên bình và thư thái. Nước suối trong vắt, có thể nhìn thấy từng viên sỏi nhỏ dưới đáy, dòng chảy mát lành, len lỏi qua các khe đá, kéo dài như một dải lụa mềm mại giữa thiên nhiên hoang sơ. Xung quanh dòng suối, những tán cây xanh um tùm đổ bóng mát xuống mặt nước, tạo ra khung cảnh tĩnh lặng và thoáng đãng. Ở dưới nước, những chú cá nhỏ tung tăng bơi lội, hòa mình với dòng chảy. Thỉnh thoảng, những con cua bò lên bờ đá, thận trọng di chuyển giữa dòng nước trong veo. Không khí trong lành và mát mẻ tràn ngập không gian, mỗi cơn gió nhẹ lướt qua mang theo hương thơm của cỏ cây, khiến người ta cảm nhận được sự tươi mới và thanh khiết của thiên nhiên. Nơi đây thật sự là một bức tranh thanh bình, nơi mà con người có thể lắng nghe từng hơi thở của đất trời, đắm mình vào sự tĩnh lặng và nguyên sơ của thiên nhiên, khiến lòng người trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn bao giờ hết. Cảnh sắc hoang sơ, bình yên nơi đây là bức tranh tuyệt vời giúp người ngồi thiền kết nối sâu sắc hơn với bản thân và vũ trụ, để từng giây phút trôi qua đều trở thành cơ hội để lắng động, làm sạch tâm hồn và hướng về sự giác ngộ, thanh tịnh. Bà Phương Hằng bất ngờ nhắc tên thầy Minh Tuệ giữa Đại Nam khi giao lưu với khán giả, chỉ ra cái đúng cái sai của thầy Minh Tuệ. Thầy Minh Tuệ và bà Phương Hằng đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội, nhưng mỗi người lại chọn cho mình một con đường hoàn toàn khác biệt để tạo nên sự ảnh hưởng đó. Thầy Minh Tuệ được biết đến qua hành trình tu tập, sự tĩnh lặng và lòng từ bi sâu sắc. Với lối sống giản dị, thầy lan tỏa những giá trị đạo đức, lòng nhân ái và sự thanh tịnh đến hàng ngàn Phật tử trong nước và quốc tế. Thầy không chỉ là một người dẫn dắt tinh thần mà còn là biểu tượng của sự giác ngộ, giúp mọi người tìm về với tâm bình an giữa cuộc sống xô bồ. Ngược lại, bà Phương Hằng lại gây chú ý qua những phát ngôn mạnh mẽ, quyết đoán và những hoạt động xã hội sôi nổi. Bà là người luôn lên tiếng, không ngại đối đầu với những vấn đề nóng hổi, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Qua các buổi livestream và những hoạt động từ thiện, bà Phương Hằng đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng cộng đồng mạng với lượng người theo dõi đông đảo. Tuy có nhiều ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận rằng bà đã tạo ra một sự ảnh hưởng đáng kể thông qua tiếng nói mạnh mẽ của mình. Mới đây, trong một buổi giao lưu với khán giả và du khách tại khu du lịch Đại Nam, bà Phương Hằng bất ngờ nhắc đến tên thầy Minh Tuệ,
thu hút sự chú ý của nhiều người tham dự. Mời quý vị lắng nghe. Còn có một điều tôi đến cũng nói chuyện với nhau. Tất cả chúng ta ở đây có một số người đang ngưỡng mộ ông Thích Minh Tuệ. Đúng không quý vị? Nhưng quý vị tính một điều, Nguyễn Phương Hằng tôi còn quốc là không bao giờ được. Chuyện tôi nói thật, tôi ghét tôi, tôi hận tôi cũng phải phục tôi. Vì đến giờ phút này tôi đang ở trên đỉnh cao, không lý do gì tôi cắm mặt xuống đất. Thả tôi rời cuộc chơi, thả tôi rời cuộc chơi. Tại sao là có nói vậy? Đúng không? Cho nên bây giờ một nửa thì ngưỡng mộ thầy, một nửa thì chống đối, đang 50-50. Và tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy rằng là ông có đúng chỗ nào ông có sai chỗ nào. Nếu là sứ mệnh của tôi, tôi đi nữa không, tôi đi 4 tầng rồi chứ bộ. Tôi đi 3 tầng rồi, chúng ta đụng vào những cái lúc này nó dậy rồi. Mà quý vị biết không, khi tôi bị đi tù á, có một số thấy gì không? Tôi thấy 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 không? Nhưng tôi không bao giờ ân hận vì tôi đi tù, tôi sai thì tôi chịu. Và bây giờ khi tôi vào tù á, có những người rón nghe tới ở nhỏ tôi nhưng không bao giờ. Và khi tôi biết được á, thì tôi hiểu là sao lưng ảnh là quý vị tin đi, tâm linh là có thật, là có thật, đúng không? Cho nên á, đừng thấy nó mà nở mà nở xung hề. Đúng rồi. Mình phải thường được ông bà tổ tiên cha mẹ mình quê hương đất nước của mình. Còn những người tu, họ tu cho bản thân họ, họ đang tu cho mình. Còn mình đi cúng dường cho họ, mình phụng dưỡng cho họ để họ tu chứ mình không có phước. Quý vị hãy nhớ điều đó. Bây giờ tôi đi cúng dường cho ông thầy, rõ ràng là tôi phục vụ cho ông thầy và ông thầy đã tu, bỏ tu. Nhưng mà ông tu cho ổng, nó phải tu cho tôi. Ông tu không, còn tôi tu như bước. Tôi bằng cách là tôi giúp trẻ em nhiều lần thật. Sống thêm thì tôi đóng góp cho xã hội, tôi không làm cái gì lại về cho xã hội. Đúng không? Còn mọi chị em phụ nữ á, dễ bị mù quáng. Và đặc biệt á, tôi nói thật sự, có con người ra nhiều người không thích đâu. Các phụ nữ đa số là phật tử là phụ nữ. Và nhất là mấy chị em sòng sòng, có nhiều từ đó, thầy kính trọng lắm. Đó là phải. Những cái vấn đề vậy tôi sẽ nói, vì bản thân tôi đã kinh qua trải qua rồi. Chính tôi cũng đã từng bị những ông thầy tu thả tim chùm. Mới đầu thì thầy với con một hồi thì thầy với em đó cũng như thầy không biết đó, cũng thầy không thấy đó, thấy không? Đúng không vậy? Thưa quý vị, trước đây vợ chồng bà Phương Hằng từng có mối quan hệ khá thân thiết với sư Thích Nhật Từ và họ đã chụp chung nhiều bức ảnh thể hiện tình cảm gần gũi. Sư Thích Nhật Từ cũng từng công khai khen ngợi vợ chồng bà Hằng trong nhiều dịp. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là sư Thích Nhật Từ không ủng hộ con đường tu hành của thầy Minh Tuệ, cho rằng thầy đang tu sai đường. Có thể nói, quan điểm của hai bên có sự đối lập rõ rệt. Chính vì thế, việc bà Phương Hằng bất ngờ nhắc đến thầy Minh Tuệ trong thời gian tới, dù theo hướng tích cực hay tiêu cực, cũng là điều rất đáng chờ đợi và bàn luận. Vào buổi livestream trước đó một ngày, bà Phương Hằng cũng đã nói rằng, không lẽ tôi lại vào cuộc dụ sư Minh Tuệ hả quý vị? Việc bà Phương Hằng đặt ra câu hỏi này trong buổi livestream khiến dư luận xôn xao. Liệu bà có ý định can thiệp hoặc chia sẻ thêm về câu chuyện liên quan đến thầy Minh Tuệ? Chúng ta hãy cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo. Chuyển sang tin tức tiếp theo, xin cập nhật những diễn biến mới nhất từ tu viện Minh Đạo. Sau khi hoàn tất việc bàn giao các bé cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội, thầy Minh Đạo đã trở về tu viện và dành thời gian chia sẻ với các Phật tử về tình hình hiện tại. Thầy Minh Đạo thông tin chi tiết về quá trình chuyển giao, đồng thời trấn an mọi người rằng các bé đều được sắp xếp chu đáo và chăm sóc tận tình. Thầy cũng gửi lời cảm ơn đến quý Phật tử vì sự ủng hộ, động viên tinh thần trong suốt thời gian qua. Theo lời kể của thầy Minh Đạo, tình hình hiện tại của các bé tại trung tâm được sắp xếp vô cùng chu đáo và cẩn thận. Khu vực sinh hoạt,
đã được chuẩn bị kỹ lưỡng với đầy đủ trang thiết bị và đồ dùng cần thiết. Mọi thứ từ vệ sinh, chăm sóc ăn uống đến sinh hoạt hàng ngày đều được quản lý rất nghiêm túc. Tất cả đều đảm bảo tốt nhất cho các bé. Nhờ sự tận tâm của đội ngũ điều hành, mọi thứ vận hành trơn tru và mang lại sự an tâm tuyệt đối cho những người theo dõi từ xa. Điều này càng củng cố thêm niềm tin rằng các bé đang được chăm sóc rất chu đáo và được đảm bảo đầy đủ điều kiện tốt nhất trong môi trường này. Về việc sắp xếp nơi ở cho các bé, thầy Minh Đạo cho biết các bé sẽ được đưa đến một trung tâm duy nhất, nhưng sẽ có sự phân chia không gian phù hợp với độ tuổi và nhu cầu cá nhân của từng bé. Đặc biệt, những bé nhỏ như trường hợp của bé Bắp sẽ được bố trí phòng riêng để đảm bảo yên tĩnh, giúp các bé dễ dàng thích nghi với môi trường mới. Các bé lớn hơn sẽ ở chung trong một phòng với cả nhóm, tổng cộng là 13 anh em. Phòng ở của các bé rất rộng rãi và được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại. Ngoài ra, trung tâm còn có nhà học máy tính, nhà học anh văn và các khu vực vệ sinh được thiết kế khoa học và tiện lợi. Điều này giúp tạo điều kiện tốt nhất cho các bé trong việc học tập và sinh hoạt hàng ngày. Một trong những tình huống được nhiều người quan tâm là việc bé Bắp, một trong những bé nhỏ nhất, phải tạm biệt bố và gia đình để đến sống tại trung tâm. Thầy Minh Đạo kể lại rằng, ban đầu bé có khóc và tỏ ra luyến tiếc, nhưng nhờ sự tâm lý của các chú chăm sóc, bé đã dần ổn định lại cảm xúc. Sự quan tâm và thấu hiểu từ đội ngũ chăm sóc đã giúp bé Bắp cảm thấy an tâm hơn, vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu và nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới. Sau khi các bé được đưa đến trung tâm, tu viện đã chính thức mở cửa trở lại và tiếp tục đón tiếp các Phật tử như thường lệ. Mặc dù không còn sự hiện diện của các bé, nhưng tu viện vẫn thu hút rất đông đảo bà con, những người luôn yêu mến và gắn bó với nơi đây. Họ đến không chỉ để thăm viếng tu viện, mà còn để chia sẻ, đồng cảm với thầy Minh Đạo về khoảng trống mà các bé để lại. Thầy Năm kể về đặc quyền đặc biệt của anh Đen, người hộ pháp trung thành và thân cận nhất của thầy Minh Tuệ tại Nha Trang. Ít ai biết rằng, trong suốt thời gian thầy Minh Tuệ ẩn tu tại xã Vĩnh Phương, Nha Trang, bên cạnh sự hỗ trợ của lực lượng chức năng và những người có quyền hạn bảo vệ, vẫn luôn có một người thân cận âm thầm đồng hành cùng thầy. Người đó chính là anh Đen, một hộ pháp đầy tận tụy, đã quen biết và gắn bó với thầy Minh Tuệ từ rất lâu. Điều này được chính thầy Năm chia sẻ như một câu chuyện ít ai biết đến về sự hiện diện âm thầm nhưng đầy ý nghĩa của anh Đen. Mời quý vị lắng nghe. Một người anh này, cũng có một người anh cũng đang nãy giờ chia sẻ những câu chuyện thì anh không có muốn là hiện trên video cái nhà, thì Hiếu cũng phải giấu. Với lại Hiếu cũng xin nói rõ luôn là anh này thì đang hàng ngày chăm sóc sư Minh Tuệ. Đó là theo được thầy Nam chia sẻ, kiểu như là chăm sóc cho sư Minh Tuệ từ chỗ cái những khâu mà hậu cần ở ngồi đó, đúng không anh? Nước ngon chạy dạ, đó nói chút két cái. Cái đệ này á là dạ. Vua là đệ tử của thầy Nam dạ. Đó, và vua hộ pháp cho thầy Nam và hộ dạ. Pháp cho Minh Tuệ dạ. Là không phải là mới đây đó, thì có nghĩa là ở với thầy Năm á là thời gian là lâu rồi, nghĩa là trên là 10 năm nay rồi. Yeah. Thì sau khi Minh Tuệ về là nay là được 6 năm. Yeah. Thì có cũng gọi là có phụng sự hộ pháp yeah. cho sư Minh Tuệ. Yeah. Là sau khi là cái thời gian là chính quyền đã đưa Minh Tuệ về, thì thầy Năm cũng vẫn nói là đây là hộ pháp của thầy Năm và hộ pháp Minh Tuệ ngày xưa đến giờ. Đó nên ảnh cũng được là gọi là lên xuống hàng ngày dạ. Và trực tiếp làm những cái phận sự dạ, để dạ, gọi là hộ pháp là che cho những chỗ ở cho thầy Thích Minh Tuệ, hoặc là còn những cái công việc gì đó hộ pháp thì sẽ trợ giúp lẫn nhau dạ. Đó là từ trước đến giờ dạ rồi. Chứ không phải là mới một sớm một chiều đó, nên bà con mình có nhiều người thì họ vẫn thắc mắc là tại sao là cứ cho cái người đó, cái cậu đó là đi lên đó, cậu đó là tên thường gọi á đó, là con mình thường gọi á là gọi là Đen, có người thì kêu chú Đen đó, ở trên Diêu Phú. Tại sao là cái chú đó là được lên, họ không hiểu là cái chú Đen đó là hộ pháp của thầy Năm đó, và vua hộ pháp cho Minh Tuệ đó, thì sẽ nói cho bà con mình sẽ thấu hiểu được chỗ đó đó, nên được là mình sẽ xin của trên cấp trên
là để cho anh em xuống hàng ngày và dọn dẹp. Dạ. Đó. Thưa quý vị, như chương trình đã đưa tin về những buổi khất thực hàng ngày của thầy Minh Tuệ, có một người luôn âm thầm đảm nhận nhiệm vụ hộ pháp trong suốt hành trình thầy đến ẩn tu tại xã Vĩnh Phương, đó là anh Đen. Mỗi buổi sáng, anh Đen đều đặn lên cốc để đón thầy Minh Tuệ, sau đó cùng thầy xuống núi. Trong suốt quá trình khất thực, anh Đen luôn sẵn sàng hỗ trợ thầy, đặc biệt khi bà con cúng dường những phần thức ăn quá nhiều. Khi nồi cơm điện của thầy đã đầy, anh Đen sẽ nhanh chóng chuẩn bị một bọc lớn để bỏ hết những phần thức ăn vào trong đó. Sau đó, thầy thường dành chút thời gian để trò chuyện và chia sẻ với bà con. Lúc đó, anh Đen kiên nhẫn chờ thầy trước khi cùng thầy quay trở lại núi. Một điểm đặc biệt là, mỗi khi thầy Minh Tuệ nhận được nhiều đồ ăn hơn nhu cầu, thầy chỉ ăn một phần đủ no. Phần còn lại thầy thường giao duyên lại cho anh Đen, như một cách chia sẻ sự may mắn và phước lành. Đôi khi, trên đường về, nếu đi ngang qua cốc của thầy Năm, anh Đen không quên ghé vào để chia sẻ phần thức ăn đó. Theo hạnh tu của thầy Minh Tuệ, thầy thường không ở một chỗ quá lâu, tuy vẫn ở trong khu vực núi được chốt chặn và bảo vệ. Nhưng thầy Minh Tuệ vẫn di chuyển nơi ở và trong phạm vi được cho phép và cũng quanh quẩn khu vực đó. Mỗi khi thầy chuyển đi, anh Đen cũng sẽ hỗ trợ thầy trong việc di chuyển, che chắn, dựng chòi cho thầy Minh Tuệ che mưa che nắng. Vì sự chân thành và nhiệt tình, anh Đen đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của người dân nơi đây, trở thành một người mà bà con vô cùng yêu quý và thương mến. Không chỉ vậy, anh còn được thầy Minh Tuệ và cơ quan chức năng đặt niềm tin lớn, bởi anh luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm và tận tụy trong mọi việc mà mình đảm nhận. Nhiều người khi nhìn thấy anh Đen được đặc quyền lên xuống gặp thầy Minh Tuệ mỗi ngày, không khỏi thắc mắc lý do gì khiến anh được tin tưởng và trọng dụng đến vậy. Điều này thật ra bắt nguồn từ mối duyên thân thiết giữa anh và thầy Minh Tuệ, được xây dựng qua nhiều năm gắn bó. Anh Đen không phải là một người xa lạ, mà đã từng là người thân cận của thầy Năm, và từ đó, anh cũng có cơ hội tiếp xúc và giúp đỡ thầy Minh Tuệ rất nhiều, đặc biệt là trong những giai đoạn đầu khi thầy mới bắt đầu tu tập tại núi Sạn. Sự thành công và an toàn trong suốt 3 tháng hạ mà thầy Minh Tuệ tu tập tại nơi đây không chỉ là nhờ vào sự đồng lòng của bà con trong khu vực và sự hỗ trợ tận tâm từ cơ quan chức năng, mà còn phải kể đến vai trò âm thầm nhưng vô cùng quan trọng của anh Đen, người hộ pháp trung thành đã gắn bó với thầy qua nhiều giai đoạn. Không phô trương, không nổi bật, ngại xuất hiện trước máy quay và YouTube, anh Đen luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ với một sự tận tụy thầm lặng, không mong cầu danh lợi. Hy vọng rằng, qua những tháng ngày được tiếp xúc gần gũi và lắng nghe nhiều lời giảng pháp từ thầy Minh Tuệ, anh Đen sẽ luôn gặp được nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Nguồn năng lượng từ bi và tích cực từ thầy Minh Tuệ sẽ giúp anh luôn vững tâm trong cuộc sống cũng như nuôi dưỡng tâm thiện lương. Và nếu có cơ hội, anh sẽ trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trong những hành trình tu tập của các vị chân tu trong tương lai.